sẽ chấm dứt hợp đồng lao động với cơ trưởng dương tính ma túy. Theo nguồn tin của phóng viên, cơ quan y tế đã có văn bản xác nhận việc sử dụng thuốc chữa bệnh của PHD, cơ trưởng của Vietnam Airlines không liên quan đến chất ketamine được phát hiện trong cơ thể phi công này. Vietnam Airlines đang triển khai các thủ tục cần thiết theo quy định và quy chế kỷ luật để chấm dứt hợp đồng bắt buộc với PHD, nguồn tin cho biết. Trước đó, mạng xã hội lan truyền phiên bản kết quả kiểm tra chất cấm của phi công PHD. Trong biên bản nêu rõ kết quả xét nghiệm của phi công này, dương tính với ketamin ma túy tổng hợp phi công phd đã đưa ra hai lọ thuốc giảm đau không có đơn của bác sĩ tuy nhiên biên bản kết luận hoạt chất của hai lọ thuốc này không có thành phần ketamin sau vụ việc vietnam airlines đã có báo cáo sơ bộ gửi cục hàng không cục chuyển báo cáo này về cho phòng tiêu chuẩn an toàn bay tiếp tục xác minh xử lý theo lãnh đạo phòng tiêu chuẩn an toàn bay phi công phd đã bị đình chỉ bay để chờ xác minh đối chiếu với các quy định hiện hành về kỷ luật lao động trong ngành hàng không vị này cho biết phd có thể bị cấm bay vĩnh viễn nếu được xác định có sử dụng ketamin. PHD từng là diễn viên nhí nổi tiếng, góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình Việt Nam. Khi trưởng thành, PHD bất ngờ từ bỏ sự nghiệp diễn xuất và theo đuổi nghề phi công. Anh đã được đưa lên vị trí cơ trưởng máy bay A321 trước thời điểm dính bê bối ma túy.